Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 14 Tây tháng 11 năm 2013. Chúng tôi đang có mặt tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hôm nay chúng tôi lại rất may mắn có dịp tiếp xúc với ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn một lần nữa. Và lần phỏng vấn này chúng tôi sẽ tập trung hỏi ông liên quan tới vấn đề tôn tạo của Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũ, bây giờ là Nghĩa trang Nhân dân Bình An. Kính chào ông Nguyễn Thanh Sơn ạ. Kính chào anh Vũ Hoàng Lân cùng tất cả các quý vị khán giả của Phố Bosa TV. Dạ, vừa qua thì đi cái chuyến cùng với các nhà báo, chúng tôi có được đi tới cái điểm cuối cùng là ở Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũ, bây giờ là Nghĩa trang Nhân dân Bình An. Thì nhận thấy có một số sự tôn tạo, cũng góc này góc khác rất khang trang. Thì muốn hỏi ông Nguyễn Thanh Sơn là ông có thể cho biết là cái sự tôn tạo Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũ và bây giờ là Nghĩa trang Nhân dân Bình An, nó bắt nguồn từ bao giờ và từ đâu thưa ông? Trước hết có thể nói là cái điểm đến thăm của đoàn phóng viên báo chí người Việt Nam ở nước ngoài đợt này, cái điểm đến thăm cuối cùng là điểm đến Nghĩa trang Bình An, tức là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũ. Chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các phóng viên, những người làm công tác báo chí truyền thông ở hải ngoại, ở rất nhiều quốc gia về dự cái hội thảo lần này, để cho quý vị được thấy một cái điểm sáng trong cái chính sách hòa hợp hòa giải mà chúng tôi đang làm. Có thể nói Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũ trước đây là sau khi giải phóng, là thống nhất miền Nam, hai miền Nam Bắc, thì được giao cho quân khu 7 của Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý. Và có thể nói trong cái thời gian quản lý của quân khu 7 thì Nghĩa trang được bảo vệ rất tốt, rất nghiêm ngặt, và đường đi lối lại, cỏ cây được dọn dẹp sạch sẽ. Và ngay sau khi mà tôi được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài, tôi điểm đầu tiên đến thăm là đến Nghĩa trang Biên Hòa. Bởi lúc đó tôi nghe đang có cái dư luận ở bên ngoài nói rằng là chúng tôi không muốn bàn giao cái Nghĩa trang này cho dân sự quản lý. Cho nên tôi là cùng với người tiền nhiệm của tôi, trước đây là ông Thứ trưởng Nguyễn Phu Bình, chúng tôi có vào và tôi đến thăm cái Nghĩa trang Bình An, để tôi thấy là lúc đó vẫn quân khu 7 quản lý và đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là giao cho địa phương quản lý để mọi người dân có thể được đến thăm mọi các ngôi mộ của người thân mình dễ dàng. Kể cả trong thời kỳ quân đội quản lý thì cũng như vậy thôi, cũng vẫn được vào thăm, không ai ngăn cấm cả. Thế nhưng mà lúc bây giờ quản lý là để cho khỏi có cái chuyện phá phách, hoặc khỏi cho những cái chuyện gây ra cái xáo trộn trong nghĩa trang. Thì tôi vào tôi thấy là khi mà quân đội đang quản lý thì rất ngăn nắp sạch sẽ, thậm chí các cái bia mộ của các cái vị sĩ quan hay là binh lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn ghi rõ chức danh, rồi thì đơn vị công tác, rồi thì ngày mất, là tôi thấy trên các lớp mộ đều có những cái đó cả. Thì tôi ra tôi có báo cáo với Thủ tướng là tình hình cái khu này cũng rất là ổn định và không có sự phá phách. Thế và chúng tôi có báo cáo với Thủ tướng là nên sớm đề nghị quân khu 7 trao lại cho chính quyền địa phương quản lý, để mà chúng ta có cái chính sách cho thân nhân của những người nằm trong cái khu nghĩa trang đó được tu bổ sửa sang lại cho nó đẹp đẽ. Thì đấy là cái xuất phát từ mong muốn của chúng tôi và kiến nghị, và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thúc đẩy nhanh cái việc bàn giao giữa quân khu 7 cho tỉnh Bình Dương. Khi tới nghĩa trang này, chúng tôi nhìn thấy ở đằng trước nghĩa trang có bảng hiệu rất rõ ràng đề rằng là Nghĩa trang Nhân dân Bình An. Muốn hỏi là vì sao có chữ Nhân dân Bình An ở đây? Phải chăng đó là một cái ý tưởng để đối lập lại với cái tên cũ là cái tên Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa thưa ông? Tôi cho rằng là cái này nó cũng rất dễ hiểu. Bởi vì trong cái cuộc chiến tranh ở miền Nam vừa qua, chúng ta cũng hiểu là nó do cái xô đẩy của nhiều cái điều kiện khách quan. Trước hết là để mà phân biệt giữa các cái nghĩa trang của sĩ quan và chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong chiến trường để giải phóng đất nước và thống nhất hai miền Nam Bắc. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái cuộc chiến tranh chống xâm lược, chống đế quốc xâm lược nhiều hơn là cái cuộc chiến tranh giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Bởi vì Quân đội Nhân dân Việt Nam
đã vào miền Nam để mà đuổi đế quốc xâm lược, giải phóng đất nước, chứ không có ý định để mà chiến đấu hay là chúng ta cùng với những người anh em ở miền Nam cùng có một cái cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Mà đây là nó do cái sự xô đẩy của cái chính sách lúc bây giờ của chính quyền Sài Gòn, với lại cái sự hiện diện của gần nửa triệu người Mỹ lúc bây giờ. Thì có thể nói là việc đưa người Mỹ vào Việt Nam, vào miền Nam Việt Nam, cũng như tiến hành cái cuộc chiến tranh để mà cũng muốn là thống nhất hai miền Nam Bắc để tràn ra miền Bắc, để rồi Bắc tiến và đưa cái cuộc chiến tranh ra miền Bắc. Nhưng mà có thể nói là dưới cái sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nhân dân hai miền đã cùng với nhau để mà tiến hành cái cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Và như vậy rõ ràng là trong cuộc chiến tranh thì có quân đội chiến thắng, đúng không ạ? Đó là quân đội nhân dân Việt Nam, là người thống nhất đất nước và đuổi quân xâm lược đế quốc ra bên ngoài. Vì chúng ta cũng không muốn nói là đây là cuộc chiến tranh giữa Việt Nam với Mỹ, mà chúng ta nói là đế quốc Mỹ, để phân biệt rõ với lại nhân dân Mỹ. Vì nhân dân Mỹ thì không có cái chống lại và không có cái mong muốn tiến hành chiến tranh với Việt Nam, và ngược lại, nhân dân Việt Nam cũng không có mong muốn có cuộc chiến tranh với nhân dân Mỹ hoặc chống lại nhân dân Mỹ. Mà nhân dân hai nước lúc bây giờ ở cả hai miền Nam Bắc, Việt Nam cũng như là nhân dân Mỹ, đều có những cuộc tuần hành xuống đường biểu tình để chống cái cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Thì chúng ta có thể nhớ lại cái thời kỳ đó, đúng không ạ? Nhiều cuộc biểu tình của nhân dân Mỹ ở ngay trong lòng đất Mỹ, yêu cầu chính quyền Mỹ phải chấm dứt ngay cái cuộc chiến tranh phi lý ở Việt Nam. Và nhiều cuộc tuần hành xuống đường của bà con, các tầng lớp xã hội ở miền Nam Việt Nam cũng xuống đường để mà yêu cầu quân Mỹ rút khỏi Việt Nam. Thì rõ ràng cái cuộc chiến tranh nó để lại cho chúng ta những đau thương mất mát, nó để lại cho chúng ta một cái, có thể nói là một cái dấu ấn khó phai mờ. Cái sự mất mát của chúng ta quá lớn, và đặc biệt là những người con của miền Bắc đã vì cái sự thống nhất của miền Nam và thống nhất đất nước, giải phóng đất nước để đánh đuổi quân đế quốc xâm lược. Thì rõ ràng nó là một cái trận tuyến có thể nói rằng là chúng ta không mong muốn và nó không tương xứng giữa một cái lực lượng rất mạnh là quân đội đế quốc Mỹ và những người dân miền Nam Việt Nam cũng như miền Bắc Việt Nam. Lúc bây giờ chúng ta còn rất là khó khăn và còn nhiều thiếu thốn, nhưng mà với quyết tâm cao, với tinh thần yêu nước, thì kể cả lực lượng của quân giải phóng miền Nam lúc bây giờ cùng với lại quân đội nhân dân Việt Nam đã thống nhất được đất nước, đưa Giang Sơn về một mối. Còn những người mà nằm ở trong nghĩa trang Biên Hòa lúc bây giờ là thuộc lực lượng quân đội của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, tức là đã cùng với lại người Mỹ, đế quốc Mỹ, đúng không ạ, có cái mong muốn để đưa chiến tranh ra cả miền Bắc, và cũng để thôn tính và tiến hành cái cuộc chiến tranh ở miền Bắc. Nhưng mà chiến bộ thì nói chung là rất khó, họ không thực hiện được. Và như anh Hoàng Lân có thể xem lại lịch sử và chúng ta biết là đã có những cuộc chiến tranh trên không đối với miền Bắc Việt Nam. Thế rồi thì chúng ta cũng đã đi đến một cái kết thúc thắng lợi, là chúng ta thống nhất là hai miền Nam Bắc, đế quốc Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam, và còn lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ cũng là có những cái giao tranh với lại quân đội nhân dân Việt Nam. Và những người sĩ quan cũng như binh lính nằm ở nghĩa trang Biên Hòa lúc bây giờ còn thuộc miền Nam Việt Nam, chính quyền miền Nam Việt Nam. Và do vậy là đến khi mà hai miền thống nhất, đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, thì chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ cũng mong muốn là bảo vệ cho nó toàn vẹn cái nghĩa trang Biên Hòa đó, để không có cái sự xâm lấn, không có sự phá phách, không có sự trả thù của những người dân yêu nước mà quá căm ghét chiến tranh, quá căm ghét cái tội ác của đế quốc Mỹ gây ra, và binh lính quân lực Việt Nam Cộng hòa lúc là đồng minh của đế quốc Mỹ đã gây ra trên đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên là đã giao cho quân đội quản lý để đảm bảo cái yếu tố có thể nói là an ninh chặt chẽ, bảo vệ toàn vẹn cái nghĩa trang này. Thế và khi mà cái nghĩa trang đó được giao cho quân đội quản lý thì chúng tôi xác nhận là không có một cái sự phá phách, không có một cái sự trả thù, ngay cả trong quân đội nhân dân Việt Nam cũng không có cái ý tưởng đó. Cho nên nghĩa trang được bảo vệ toàn vẹn, và cho đến thời gian cuối năm 2007
đầu 2008 thì chính phủ sau khi chúng tôi báo cáo mong muốn với cái tinh thần để cho cái nghĩa trang đó cũng được khang trang đẹp đẽ và bà con cô bác anh em bên ngoài, những người đang sống ở xa tổ quốc, là người thân của những người nằm ở trong nghĩa trang đó cũng như là những người trong nước có thể vào thăm viếng một cách thoải mái, tự do, đàng hoàng theo đúng cái quy định như ở các nghĩa trang khác, thì chúng tôi quyết định là truyền lại cái nghĩa trang đó giao cho chính quyền địa phương quản lý để cho người thân được thăm nom cho nó thoải mái, để không có những cái thông tin như trước đây chúng ta vẫn thường nghe là có cái sự phá phách, có cái sự trả thù, có cái sự phân biệt. Thì cái này cũng là nằm trong cái chính sách đại đoàn kết dân tộc mà nhà nước và chính phủ Việt Nam đang mong muốn và đã thực hiện một cách rất có hiệu quả. Cho nên nghĩa trang Biên Hòa cũ và nay là nghĩa trang Bình An đã được chuyển cho chính quyền địa phương và gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An, để cho nó có một cái hòa nhập với lại xã hội hiện tại, và người ta có thể cảm giác rằng là người ta được an nghỉ, cái giấc nghỉ ngàn thu rất là bình yên ở nghĩa trang đó. Và cũng không thể gọi là nghĩa trang quân đội vì không thể có hai quân đội, quân đội nhân dân Việt Nam khác và quân đội của Việt Nam Cộng hòa trước đây khác. Cho nên bây giờ không thể gọi là nghĩa trang quân đội là bởi vì bây giờ là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì đây là các sĩ quan và binh lính của quân lực Việt Nam Cộng hòa, trước đây hai cái khác nhau. Cho nên chúng tôi không thể gọi khác được, và để gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An cũng là một cái nó rất phù hợp với lại cái mong muốn là một cái nghĩa trang với những người dân Việt Nam yên nghỉ ở đấy. Thì thôi, đã để cho họ yên nghỉ thì họ yên nghỉ ngàn thu cho nó được trọn vẹn và nó cho nó được đúng với lại cái mong muốn của nhân dân cũng như người thân. Cho nên là cái việc bàn giao nó được tiến hành rất là tốt đẹp. Chính quyền địa phương tiếp nhận và đã ra cái quy chế quản lý nghĩa trang này như tất cả các nghĩa trang khác ở trong nước đối với lại các nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang dân sự. Thì hai cái này tôi cho là nó đều thể hiện cái mong muốn của chúng ta là rất phù hợp với lại cái chính sách hiện nay đoàn kết dân tộc. Và cũng nhiều người hỏi tại sao lại không gọi là nghĩa trang quân đội, thì tôi như tôi đã nói đấy, tức là quân đội nhân dân Việt Nam khác và quân đội quân lực Việt Nam Cộng hòa trước đây khác nhau, và hai bên là đã có những cuộc giao tranh trong cái thời kỳ chiến tranh chống quân đế quốc xâm lược. Thì cái việc chúng ta không nhắc lại những quá khứ đau thương của dân tộc chúng ta, nhưng mà cái việc gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An nó cũng thể hiện được cái tấm lòng mong muốn của nhân dân cả nước, trong nước muốn cái nghĩa trang nó thực sự bình an. Cho tới nay thì một cách cụ thể những gì đã được tôn tạo ở trong cái nghĩa trang này thưa ông? Có thể nói là sau khi chúng tôi khảo sát và thấy có những cái ngôi mộ do cái thời gian nó đã quá lâu, cho đến năm 2007-2008 thì nó cũng được 36 năm sau chiến tranh, đúng không ạ? Thì cho đến bây giờ thì nó là 38-39 năm rồi, thì sang năm đó là 40 năm rồi. Thì có nhiều ngôi mộ do thời gian quá lâu không có người chăm sóc, mà lúc giờ mộ là hầu hết đắp bằng đất và gắn những cái đậy cái tảng bê tông lên trên và có cái bia. Thì có thể nói là qua thời gian gần 40 năm với cái thời tiết khí hậu ở đất nước chúng ta, nó đã làm cho nhiều ngôi mộ bị lún, bị sụt, đúng không ạ? Nhưng mà tôi khẳng định 100% là không có ngôi mộ nào bị phá phách hoặc là bị tháo dỡ những cái bia đá trên những cái bia mộ. Chúng tôi khẳng định là những cái mộ mà bị lún, bị sụt hoặc là có những cái ảnh hưởng là do yếu tố thời tiết. Chính vì vậy mà sau khi bàn giao cho dân sự, cho chính quyền địa phương, thì chúng tôi cũng đã kêu gọi chính quyền địa phương là cùng với lại thân nhân của những người nằm trong nghĩa trang đó, bà con cô bác ở các nơi về hoặc là những người ở trong nước mà nhận đến nhận mộ người thân, thì cái thứ nhất là họ được tự do chăm sóc, xây dựng, cải trang lại cái ngôi mộ đó theo đúng cái chiều cao, chiều rộng quy định, quy mô kích thước với các nghĩa trang dân sự khác theo cái quy chế đó. Còn vật liệu muốn xây bằng cái gì, muốn làm bằng cái gì thì có đó tùy gia đình, chứ chúng tôi không ngăn cấm. Cái thứ hai nữa là việc ra vào thăm các khu mộ đó là tự do. Cái thứ ba nữa là cái khu lễ đài chính là chúng tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương là phải xây lại, tạo lại cái cảnh quan rất đẹp, trang nghiêm mà nó có một cái không khí gần gũi để cho bà con cô bác về thăm người thân cảm thấy có một cái sự thiêng liêng. Chính vì vậy mà anh Vũ Hoàng Lân và đoàn phóng viên báo chí có thể thấy là cái khu lễ đài chính thì Thủ tướng Chính phủ cho phép là sơn sửa lại, chỉnh trang lại đúng với cái ý đồ trước đây mà nhà
kiến trúc và họa sĩ đã làm. Chúng tôi cũng đã xây toàn bộ 12, 13 bậc tam cấp rất lớn, từ cổng chính đi vào lên lễ đài chính, xây một cái án thờ rất lớn và lư hương để cho bà con cô bác về có chỗ đặt lễ vật để thắp hương. Có thể nói là cái quang cảnh của lễ đài chính hiện nay đang trở lại cái quang cảnh có thể nói là rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ, và chúng ta có thể nói là có khi có rất nhiều các cái nghĩa trang khác ở trong cả nước chưa chắc đã có cái khu lễ đài đẹp như thế. Toàn bộ những cái bậc lên xuống, cổng chính đi vào được làm mới hoàn toàn. Đường nhựa xung quanh lễ đài, cái khu lễ đài chính đã được trải, bồn hoa đã được trồng, và cảnh quan hiện nay ấy, là đang dần dần trả lại cho nghĩa trang Bình An một cái cảnh quan đúng với lại cái mong muốn của bà con cô bác bên ngoài. Tức là vừa có mộ được xây dựng, được cải tạo lại, vừa có thiên nhiên, cây cối, vừa có đường đi lối lại ngăn nắp. Và thậm chí chúng tôi có đề nghị chính quyền địa phương là ở mỗi một cái khu mộ mà phân chia theo cái sơ đồ trước đây thì nên có một cái ban thờ để cho bà con cô bác về đến cái phần mộ của người thân ở trong cái khu mộ đó, khu A, khu B, khu C, ví dụ như vậy, thì đều có các cái ban thờ của từng khu một để mà ta tiến hành các cái thủ tục thắp hương cho người thân theo đúng cái nghi lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và hiện nay chính quyền địa phương đang thực hiện rất tốt cái vấn đề này. Và cho đến bây giờ thì có thể nói là toàn bộ kinh phí là do chính quyền địa phương bỏ ra xây hết. Tất cả từ chỉnh trang lại đường đi lối lại, từ đổ nhựa đường rồi thì trồng cây, rồi thì làm bồn hoa, làm ban thờ, tất cả là đều do kinh phí của chính quyền địa phương Bình Dương người ta tu bổ người ta làm. Thế và chúng tôi vừa qua khi làm việc với lại chỗ ông Tổng lãnh sự Lê Thành Ân của Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhóm của ông Đặc Thành, thì chúng tôi có nói là nên kêu gọi bà con cô bác tập trung vào những cái khu mộ bị lún, bị sụt do thời gian mà hiện nay không có người nhận, tức là ngôi mộ vô chủ, thì chúng ta nên tập trung kêu gọi bà con cô bác kể cả bên ngoài, và chúng tôi kêu gọi kể cả trong nước, để mà có những người hảo tâm, có những người tự nguyện đóng góp một phần kinh phí nhỏ để mà xây mộ cho những cái người mà mộ đã bị hỏng, bị lún, bị sụt, bị nứt do yếu tố thời gian, do lâu nay không có người thân chăm sóc. Và ngay bản thân cá nhân tôi sẵn sàng đóng góp để mà tu sửa, để mà có cái phần xây dựng cho những cái ngôi mộ vô chủ trong đó. Và tôi cũng đã nói với lại ông Tổng lãnh sự cũng như là chính quyền Bình Dương là nếu bà con bên ngoài quyên góp được thì tạo điều kiện để cho người ta xây dựng người ta ấy. Và chúng ta cũng kêu gọi nhân dân địa phương để mà quyên góp, nếu như không bên ngoài không làm được thì chúng ta bên trong cố gắng làm, để làm sao những người yên nghỉ ở cái nghĩa trang đó người ta cũng cảm thấy không tủi thân, và người ta cũng cảm thấy là chiến tranh đã qua đi, cái sự đau thương mất mát của nhân dân hai miền nó là cái đau thương mất mát không ai mong muốn. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta đã đuổi được quân đế quốc xâm lược ra khỏi bờ cõi, chúng ta đã thống nhất hai miền Nam Bắc, miền Nam miền Bắc đều là anh em và chúng ta đã là một nhà, thì cái việc mà cùng nhau xây dựng và tu bổ cho cái nghĩa trang Biên Hòa cũ, đây là nghĩa trang Bình An, nó được khang trang đẹp đẽ, tôi cho là không phải chỉ có mong muốn của bà con cô bác bên ngoài, những người thân của những người nằm trong nghĩa trang đó, mà cũng là ý nguyện chung của nhân dân cả nước. Nếu có những người cá nhân muốn tôn tạo những cái ngôi mộ mà của thân nhân của họ đang bị xuống cấp, hoặc là hơn nữa có những tổ chức muốn tôn tạo lại toàn bộ cái khung cảnh chung của nghĩa trang này, ngoài cái vấn đề mà về vấn đề tài chính như ông có nói là có thể là bên ngoài hoặc bên trong tìm cách đóng góp, thì về cái vấn đề thủ tục hay là những cái điều kiện nào khác để mà có thể thực hiện được chuyện đó, và quan trọng hơn nữa là có những e ngại nào rằng là khi tôn tạo cái đó nó sẽ được quá khang trang, quá mức mà một nơi nào đó không trông đợi không, được không? Tôi cho rằng là việc làm đó là việc làm nhân đạo. Cái lo cho những người đã khuất là cái lo của những người đang còn sống, và đó là cái truyền thống của chúng ta, dân tộc chúng ta. Chúng ta không bao giờ có cái hận thù, hoặc chúng ta không bao giờ mong muốn những người đã nằm ở dưới lòng đất, những người đã về với cõi vĩnh hằng,
lại còn đeo đẳng thêm một cái ân oán gì đó cuộc đời này với người ta. Cho nên là việc mà có các cái tổ chức từ thiện hoặc là việc mà có các nhà doanh nghiệp, những mạnh thường quân hoặc là những người hoặc các cái tổ chức mà có tấm lòng mong muốn bỏ tiền ra, kinh phí ra để tu bổ những cái khu mộ của những người mà không có người thân chăm sóc, hay chúng ta gọi là những khu mộ vô chủ, chúng tôi quan tâm, chúng tôi rất là ủng hộ. Miễn là thế này, tức là cái chiều cao chiều rộng nó đảm bảo kích thước như các nghĩa trang trong nước đã quy định. Ví dụ như là nếu ta xây rộng hơn, ta xây to hơn, ta xây nó quá là quy mô như cái lăng tẩm chẳng hạn trong nghĩa trang chung thì lại không nên. Thế còn tất cả các nghĩa trang đều có quy định kích thước đường lối để mà làm sao cho nó đẹp và nó có một cái nét chung. Thế còn vật liệu thì có thể xây bằng bất cứ cái gì. Tôi nói là có thể dát vàng, có thể dát bạc, có thể xây bằng đá quý, cái đó không ai ngăn cấm. Thế nhưng mà cái cảnh quan chung và cái kích thước, cái kiến trúc thì ta làm sao cho nó đẹp, cho nó đẹp mắt và nó đúng cái quy định. Bởi vì trong quy hoạch đô thị xây dựng nhà cửa đường phố cũng vậy thôi, cũng phải làm sao cho nó phù hợp với lại kiến trúc, phù hợp với cảnh quan. Thì tôi cho rằng là đây là chính sách rất đúng. Và hiện nay nhà nước đang cho phép bà con cô bác về tu sửa, và anh Vũ Hoàng Lân cũng như đoàn phóng viên báo chí đến thì cũng chắc là cũng gặp rất nhiều gia đình đang tu sửa xây dựng lại bộ phận của người thân mình ở trong đó, không có một sự cản trở, không có một cái sự gây khó khăn nào của chính quyền địa phương. Và ngay bản thân ông Nguyễn Đặc Thành khi về làm việc với chúng tôi để bàn về các cái vấn đề liên quan đến khu nghĩa trang Biên Hòa thì ông cũng thừa nhận là không có cái sự cản trở nào đối với ông ấy, và không có sự cản trở nào với cái đoàn cùng ông về, và không có một khó khăn nào cả. Thì hiện nay có thể nói là chính quyền địa phương dưới sự chỉ đạo của chính phủ và cái sự tham gia rất tích cực của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài của chúng tôi thì đang nỗ lực để làm sao bà con cô bác về thăm phần mộ của những người thân nằm ở nghĩa trang Biên Hòa cũ, tức là nghĩa trang Nhân dân Bình An hiện nay, cảm thấy không tủi thân, cảm thấy người thân của mình ở đó thực sự là có bàn tay chăm sóc. Tuy nhiên không được thường xuyên, chứ không phải như trước đây người ta tuyên truyền là bị phá phách, bị lừa đảo, thế rồi là cứ phải nộp tiền mới vào được. Thì bây giờ nhiều người đã khẳng định là không có chuyện đó. Xưa nay là những tin đó là tin một chiều đồn nhảm, không đúng. Nhiều người thân khi về mới biết được là có khi cứ phải chuyển tiền về trong nước cho người quen, bạn bè hoặc là những người thân trong nước đi thăm mộ với lý do là mất rất nhiều tiền để đút lót rồi mới vào được thăm. Thì cái đó là hoàn toàn không đúng. Có thể là do người ta nói dối để người ta lấy tiền, hoặc người ta tạo ra những cái chuyện đó để mình phải gửi tiền về cho người ta, để người ta có thêm tiền để người ta xài, chứ không phải là phải chi phí cho những cái tiêu cực đó. Thì vừa rồi đoàn báo chí vào tôi cho là đã khẳng định được cái chuyện này. Ngoài cái chuyện tôn tạo xây dựng lại, còn cái chuyện sau khi tôn tạo, cái vấn đề chăm sóc, cái vấn đề giữ gìn cho cái quang cảnh chung thì có được, thí dụ như là có những nguồn kinh phí để người ta thuê mướn những người trong đó để giữ gìn cái khung cảnh chung thì như thế nào không? Tại vì hiện nay ngoài những cái ngôi mộ mà xây khang trang, chúng tôi thì nhận thấy có những ngôi mộ như ông đã nói là xuống cấp, và nhiều cái nơi quang cảnh chung còn rất là hoang sơ vì không có sự chăm sóc thường xuyên. Ông có thể cho biết về cái vấn đề đó. Hiện nay ấy, là đối với những khu mộ như tôi nói, đặc biệt những cái nơi mà anh Hoàng Lân nói còn hoang sơ, tức là những khu mộ vô chủ, tức là 3-40 năm nay không có ai đến chăm sóc, thì những khu mộ đó thì tất nhiên là cũng phải luôn luôn có bàn tay chăm sóc của ban quản lý nghĩa trang thì nó mới không có cây cối tùm mọc hoang dại, rồi thì nó che lấp các cái phần mộ. Mà chúng ta đến nghĩa trang Bình An ấy, thì hiện nay chúng ta vẫn nhận được ra những cái khu mộ cũ, những cái đường đi lối lại, những cái phân khu như là trước đây khi còn là nghĩa trang Biên Hòa. Chỉ có cái là thời gian nó làm cho cảnh quan nó khác đi, thời gian nó làm cho các ngôi mộ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu như không có người chăm sóc. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy có hai cảnh tương phản ở trong cái nghĩa trang này. Một là những khu mà phần mộ đã có người thân đến nhận và chăm sóc thì tôi thấy rất nhiều ngôi mộ được sửa khang trang với những cái đá lát ốp rất mới, thế rồi tên rồi ảnh những người nằm ở nghĩa trang đó được gắn, được xây dựng rất là đẹp đẽ. Thế rồi cái khu lễ đài chính bây giờ đang được tôn tạo lại, có thể nói là trả lại một cái bộ mặt cảnh quan hết sức là nghiêm chỉnh và thiêng liêng. Hai nữa là chúng tôi mong muốn là tới đây ấy, thì bà con cô bác có về hoặc là người thân trong nước có tham gia thì cũng cùng với ban quản lý nghĩa trang, bởi vì chúng tôi thành lập ban quản lý nghĩa trang
là để chăm lom những cái phần mộ không được chăm sóc xưa nay, tức là những ngôi mộ vô chủ. Thì hàng tháng ngày rằm mùng 1 anh em vẫn ra thắp hương cho những người nằm đó. Nhưng chỉ có cái là bây giờ một số lượng tiền lớn bỏ ra để mà xây lại các ngôi mộ thì không thể một người, hai người hay là địa phương làm được, mà chúng ta phải kêu gọi cái sự đóng góp, cái sự hảo tâm của các nhà hảo tâm, các tổ chức hoặc là các doanh nghiệp. Thì chúng tôi đang làm việc này, và chúng tôi cũng rất mong muốn là thông qua cái phóng sự của Bonsai TV truyền tải tới bà con cô bác ở bên ngoài để mọi người thấy rõ được cái thực chất hiện nay nó ở nghĩa trang Biên Hòa cũ như thế nào, và cái hướng đi của nó ra làm sao, để chúng ta cùng với nhau, chúng ta cùng làm một cái việc để mà thực sự chúng ta đoàn kết, chúng ta hòa hợp hòa giải, là những người nằm ở dưới phần mộ đó người ta được yên nghỉ, giấc nghỉ ngàn thu, người ta cũng hài lòng với cái việc mà chúng ta ở trên trần gian này đã chăm lo, bắt tay chăm lo cho họ thực sự được ngàn thu an giấc. Thì tôi cho đây là cái mong muốn của cả chúng tôi chứ không riêng gì bà con cô bác. Khi chúng tôi tới khu nghĩa trang này cũng có nghe vài người dân nói loáng thoáng tới một phần mộ nằm bên ngoài nghĩa trang với rất nhiều cái hài cốt của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông có những thông tin về cái phần mộ đó hay không để có thể chia sẻ? Cái này thì nó đang là cái vấn đề quan tâm của chúng tôi và chúng tôi cũng rất mong muốn. Tức là nó có một cái ngôi mộ hiện nay nó nằm ở bên ngoài nghĩa trang Bình An, nó nằm sát với lại cái nghĩa trang này, nó nằm ở bên phần đất của trường cao đẳng dạy nghề thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tức là cái nghĩa trang, cái khu ngôi mộ này là đúng anh Hoàng Lân nghe thông tin là đúng đấy, tức là trước sát ngày giải phóng, tức là đâu khoảng độ 27-28 tháng 4 năm 1975, chỉ còn một ngày nữa thì quân giải phóng miền Nam, giải phóng Sài Gòn. Thì cái số binh lính này, cái số binh lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa này đã bị tử nạn ở các chiến trường và đưa về đó, chưa kịp an táng thì quân giải phóng vào. Thế vào lúc bây giờ tôi biết là khi mà nghe nói là đưa vào đấy thì bắt đầu các cái thi hài đã bị phân hủy, cho nên là quân đội lúc bây giờ là buộc phải rắc vôi làm một cái mộ tập thể và đưa các cái xác đang bị phân hủy ở trong nhà xác của nghĩa trang Biên Hòa đó xuống đấy để mà an táng tạm thời. Thế thì sau này ấy, là cái phần mộ đó lại nằm trên cái đất của trường dạy nghề sát với nghĩa trang Bình An hiện nay. Thế thì nhà trường sau khi mà nhận đất và xây dựng cái trường đó thì họ thấy có cái ngôi mộ như thế, họ cũng đã chỉnh trang và họ quay lại thành một khu riêng và họ làm rất đẹp, và họ đã tổ chức cả đại lễ cầu siêu cho số những binh lính đã tử nạn cái dịp đó mà chưa được an táng trong nghĩa trang Bình An. Thế và họ đã làm rất là chu đáo, họ đã xây cái mộ rất là đẹp, họ đã làm đại lễ cầu siêu, họ đã làm lễ cầu siêu cho cái số binh lính tử nạn này. Thế và họ đã mời cả ông tổng lãnh sự Mỹ về để thăm viếng ngôi mộ này, và ông tổng lãnh sự Mỹ thừa nhận rằng họ làm rất chu đáo. Thì chúng tôi hiện nay cho rằng là cái phần mộ đó nằm ở trên cái đất của một cái trường dạy nghề, tức là một cái cơ sở đào tạo giáo dục, thì có lẽ nó không phù hợp với cảnh quan, mà cũng theo cái tư tưởng nhân đạo và cái truyền thống mà chúng ta đang làm là người sống thì có nhà cửa, người chết thì có mồ mả. Thế thì những người mà nằm ở trong cái ngôi mộ tập thể đó vì lý do cái điều kiện của cuộc chiến tranh như vậy, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là nếu mà cải táng được cái ngôi mộ đó để đưa vào nghĩa trang Bình An, hoặc là sau này rồi qua các cái giám định ADN, rồi cái xác nhận hoặc là cái trí nhớ cũng như là tài liệu mà còn lưu trữ ở Mỹ hay ở Việt Nam, ở cơ quan hay ở cá nhân mà chúng ta có được để mà xác định cái danh sách của những binh lính cuối cùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa tử nạn vào từ trận trong những ngày cuối của tháng 4 năm 75, thì chúng ta xác định được mà người thân lên nhận để rồi giám định để rồi đưa về quê thì cũng rất tốt. Tôi cho rằng là cái việc đó là cái việc làm cần thiết, và hiện nay cá nhân tôi cũng như là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài cũng rất mong muốn, và bản thân ban giám hiệu của cái trường dạy nghề đó họ cũng rất mong muốn, là mặc dù họ đã xây khu mộ đó rất khang trang nhưng mà cũng rất mong muốn là được cải táng cho anh em để đưa anh em vào nghĩa trang Biên Hòa, nghĩa trang Bình An, hoặc là đưa anh em về quê. Thì tôi cho đấy cũng là một cái việc làm mà rất cần thiết, và chúng tôi cũng đang suy nghĩ đến việc này.
chuyến đi vừa qua của các nhà báo tới Nghĩa Trang Bình An. Thì các nhà báo thì cũng rất đa dạng từ nhiều nước khác nhau. Trong đó có những nhà báo có thể nói là đi từ phía của những người thắng cuộc. Thì thấy có một số nhà báo có vẻ không được thoải mái lắm khi vào thăm Nghĩa Trang Bình An, khi biết đó là nghĩa trang của quân đội Biên Hòa cũ. Cái đó cũng điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì trong cuộc chiến tranh thì hai phía nào cũng có sự mất mát to lớn. Nhưng cho thấy là cái vấn đề như ông mong muốn là có cái sự hòa hợp, hòa giải ở trong cái vấn đề đối với người đã khuất vẫn còn có nhiều suy nghĩ khác nhau. Ông trong vai trò của người rất là ủng hộ cái dự án này, ông có thể cho biết là ông đã gặp những cái thử thách như thế nào và cái cách giải quyết của ông như thế nào, thưa ông? Tôi cho rằng là để mà làm một cái việc như này cũng có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cái trước hết là phải nói là cái chính sách của nhà nước, của chính phủ hiện nay đang thực hiện rất là được cái sự ủng hộ của nhân dân trong nước cũng như là bà con ở bên ngoài. Đó là làm sao là cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp, hòa giải nó được thể hiện một cách rõ nét qua các hành động, qua các hoạt động. Thì các hoạt động chúng tôi làm rất nhiều các hoạt động, bà con cô bác được biết rồi, không ạ? Từ dỗ tổ cho đến đến các chuyến thăm Trường Sa, cho đến các chuyến thăm biên giới, không ạ? Thế rồi các cái hội thảo, các hoạt động trong nước, các trại hè cho các cháu thanh niên sinh viên về nước để mà nghiên cứu, bồi dưỡng thêm về tiếng Việt và kiến thức văn hóa lịch sử của đất nước. Thì tất cả những cái hoạt động và những cái chương trình chúng tôi làm đều nhằm mục đích là để cho bà con cô bác ở bên ngoài với nhân dân, dân trong nước ngày càng gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Đảng và chính phủ nhà nước ủng hộ cho cái công việc này là nhằm mong muốn xây dựng một cái cộng đồng người Việt Nam ở bên ngoài nói chung, trong đó có cả ở Hoa Kỳ và các quốc gia ở châu Mỹ, có một cái khối đại đoàn kết để chúng ta xóa bỏ đi cái hận thù, xóa bỏ đi những cái hiểu biết không đúng, để chúng ta nhìn về một cái tương lai sáng lạng đất nước. Cái này tôi vẫn thường nói trong tất cả các cuộc gặp gỡ bà con. Tuy nhiên Nghĩa Trang Biên Hòa cũ và nay là Nghĩa Trang Bình An có thể nói là một cái điểm rất nhạy cảm, nhưng nó là điểm sáng để thể hiện cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Và đây là một cái vấn đề mà có thể nói là còn có rất nhiều ý kiến khác nhau. Chủ trương chúng tôi đề xuất, chính phủ thấy đúng, chính phủ ủng hộ, nhưng trong cái việc làm thì còn rất nhiều các tổ chức, rất nhiều các cá nhân, đặc biệt các cựu chiến binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đôi khi có những người người ta không hiểu, có những người người ta không thông cảm, người ta cho tôi làm một cái việc sai trái. Tại sao tôi là quan chức cao cấp của chính phủ Việt Nam, tôi lại đến viếng nghĩa trang của những người mà có thể nói là kẻ thù trước đây của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người đã cầm súng, không ạ, chống lại lực lượng vũ trang dân Việt Nam để mà dựa vào cái sức mạnh của đế quốc Mỹ để hòng xâm chiếm cả miền Bắc Việt Nam. Tức là tôi cho rằng là những cái suy nghĩ, những cái ảnh hưởng, những cái suy nghĩ, những cái ảnh hưởng và những cái ấn tượng về cái cuộc chiến tranh nó quá nặng nề đối với lại những cựu chiến binh này. Chúng ta phải hiểu rằng là một phần sức máu của họ đã bỏ ở chiến trường để có sự thống nhất, để có cái giải phóng đất nước và thống nhất hai miền Nam Bắc. Có những người đã hy sinh, nhưng mà tôi cho rằng là anh em binh lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người nằm ở Nghĩa Trang Biên Hòa cũ và nay Nghĩa Trang Bình An, cũng không phải là không có người mong muốn hòa bình. Rất nhiều người mong muốn hòa bình, nhiều người không muốn chiến tranh nhé, nhưng mà do thời cuộc sơ đẩy, người ta phải cầm súng để mà chống lại những người anh em miền Bắc. Và ngược lại chúng ta phải hiểu rằng không ai muốn có một cuộc chiến tranh huynh đệ tương đàn như vậy. Cho nên bây giờ thời gian đã qua đi, phải không ạ? Chúng ta đã là người chủ đất nước, nhà nước Việt Nam hiện nay đang hội nhập với thế giới rất là vững vàng, vị thế có thể nói là rất là uy tín. Thì chúng ta không thể, chúng ta lại không nghĩ đến những người đã khuất, kể cả của hai phía. Chúng ta phải nghĩ rằng là cái phần xương máu của họ đổ xuống đất nước này, nó đều có mục đích, nó đều có cái suy nghĩ của họ. Cái ý nghĩa của những người thống nhất hai miền Nam Bắc nó rất lớn. Ý nghĩa của những người mà cầm súng chống lại những người anh em miền Bắc hay Quân đội Nhân dân Việt Nam, nó cũng có một cái mục tiêu nhất thời của họ. Cho nên chúng ta phải hiểu và chúng ta phải có những cái bước đi chủ động. Và nếu như chúng ta không chủ động lấy ân báo oán, mà chúng ta cứ lấy oán báo oán như các cụ ta thường nói, thì oán oán suốt đời, không ạ? Cho nên phải có lấy ân trả oán. Và cái truyền thống đạo lý của chúng ta, đạo lý của Phật giáo Việt Nam là một cái tôn giáo mà lớn nhất hiện nay, nhưng đồng thời cũng đã có thời kỳ là quốc đạo của chúng ta, vẫn dạy rằng là chúng ta phải lấy ân trả oán,
Chúng ta phải lấy đại nghĩa để thắng hung tàn. Thì chúng ta bây giờ đang làm cái việc đó để chúng ta thể hiện một cái chính sách đoàn kết, hòa hợp, hòa giải, để chúng ta làm sao những người nằm ở trong các cái nghĩa trang của cả nước, tôi nói của cả nước, kể cả các liệt sĩ, kể cả nhân dân, thì họ đều mong muốn nhìn thấy một đất nước Việt Nam giàu mạnh, và họ sẵn sàng xóa bỏ đi tất cả những cái quá khứ đau thương để mà cùng nhau đoàn kết. Kẻ thù xâm lược chúng ta còn tha thứ, huống chi những người anh em cùng một dòng máu. Tôi cho rằng là cái việc làm của chúng tôi là đúng, và cái việc làm của tôi là nó thể hiện trước hết là cái tinh thần hòa hợp hòa giải, và tôi là cái người mà được chính phủ giao phụ trách cái cơ quan công tác về người Việt Nam nước ngoài, thì trước hết tôi phải thể hiện cái quan điểm, cái nhìn nhận của tôi, và tôi đến nghĩa trang Biên Hòa với một cái tấm lòng chân thành, với cái tình cảm của tôi thắp những nén nhang cho anh em nằm đó, tôi cũng nghĩ đến họ và tôi cũng cầu mong họ phù hộ cho đất nước, và cũng cầu mong họ phù hộ cho Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, và tôi cũng mong rằng là họ cũng hiểu cho chúng tôi. Thế cho nên là những cựu chiến binh, những tổ chức mà có những ý kiến khác nhau vấn đề này thì chúng tôi cũng đã gặp. Thế và có nhiều ý kiến gay gắt phản đối chúng tôi, nhưng cũng có rất nhiều và đa số là ủng hộ, bảo vệ để chúng tôi làm cái việc này. Thì tôi cho đây là cái tâm lý chung, và đại đa số và dư luận nhân dân đều ủng hộ cái việc làm hòa hợp hòa giải, và mong muốn những người đã ngã xuống, kể cả hai phía, người ta ngã xuống, người ta mất đi, đó là thiệt thòi trước hết cho bản thân người ta. Người ta ngã xuống, người ta mất đi là thiệt thòi cho gia đình, cho anh em, bạn bè, những người thân quen. Nhưng người ta đều mong muốn có một đất nước Việt Nam giàu mạnh. Thì tôi cho rằng là đây là cái ý nghĩa, mục đích lớn nhất để mà chúng tôi quyết tâm làm cái việc này, để cho bà con cô bác ở bên ngoài thấy rằng nhà nước, chính phủ đang có một cái chính sách rất đúng, đang đi một cái đường lối hòa hợp hòa giải thực sự, chứ không phải nói mà không làm. Và đây là cái điểm sáng mà tôi cho rằng là đoàn phóng viên hải ngoại, người Việt Nam ở hải ngoại, dù là ở các quốc gia Đông Âu, các quốc gia Tây Âu, hay là ở Mỹ, ở Úc về, thì cũng phải thấy một cái sự thật rõ ràng, đó là cái mà nhân dân trong nước, đó là tỉnh Bình Dương đang dành cái tình cảm, đang cố gắng làm cho nghĩa trang Biên Hòa cũ, tức nghĩa trang nhân dân Bình An hiện nay, nó ngày càng một khang trang đẹp đẽ như tất cả các nghĩa trang trong nước. Và điều này anh Vũ Hoàng Lân cũng thấy được thông qua cái chuyến thăm vừa rồi. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả những cái việc làm cho đến ngày hôm nay đang có là sự nỗ lực của chính quyền tỉnh Bình Dương. Rất cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Tam Sơn đã có cuộc tiếp xúc ngày hôm nay với Phố Sa TV liên quan tới vấn đề nghĩa trang nhân dân Bình An. Ông cho một lời kết trước khi chúng ta chia tay thưa ông. Trước hết là tôi xin một lần nữa cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân và Phố Sa TV đã có những cái chuyến về thăm Việt Nam và làm những cái phóng sự rất là hay, rất là kịp thời. Tôi cho rằng là dần dần Sa TV sẽ tiếp tục chiếm lĩnh cái uy tín cũng như là cái niềm tin của nhân dân chúng ta khắp nơi trên thế giới. Và lần này thì tôi cũng muốn là thông qua cái việc làm của chúng tôi ở trong nước, với một cái điểm mà có thể nói là rất nhạy cảm, cũng như là cũng rất là hiện nay cũng rất là tạo ra một cái dư luận rất là quan tâm ở trong nước, đó là nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ, nghĩa trang Bình An hiện nay. Thì chúng tôi mong muốn là đây là một cái điểm để cho bà con cô bác sau này về đến để chứng kiến tiếp tục cái sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong nước cũng như chính quyền địa phương. Và tôi cho rằng là những người an nghỉ ở nghĩa trang Bình An sẽ vui lòng, và người ta cũng sẽ cảm thấy là người ta không có cái sự tủi thân, cũng như không có cái sự lạnh lẽo, khi mà chúng ta cùng nhau đoàn kết chăm lo cho cái nấm mồ của họ được yên đẹp. Mà như chúng ta vẫn nói là người sống thì có nhà, người chết thì có mồ. Cho nên chúng ta đang sống một cuộc sống thanh bình, chúng ta đang sống một cuộc sống với cái sự đổi thay của đất nước, thì chúng ta cũng mong muốn họ nằm ở dưới nghĩa trang đó với cái giấc ngủ ngàn thu, họ cũng sẽ không ân hận, bởi họ ra đây, họ đã ra đi trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà họ sẽ gửi niềm tin cho những người còn sống, những người đang tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Đó là cái gửi gắm của họ cho chúng ta. Cho nên tôi hy vọng là nghĩa trang Bình An cũng sẽ là một cái nghĩa trang thực sự khang trang đẹp đẽ, để rồi bà con cô bác trở về thăm phần mộ của những người thân mình ở trong nghĩa trang này, cũng thấy rằng việc làm trong nước và ngoài nước đang cùng hướng tới một mục đích
đó là hòa hợp, hòa giải, đoàn kết và nhìn thấy một đất nước Việt Nam tươi sáng, giàu mạnh. Cảm ơn ông rất nhiều.